Hello anh em. Hello anh em. Đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì nhìn là anh em biết rồi ha. Một em xe đẹp, can. Mình sẽ kể một cái câu chuyện này là ảnh chờ từ năm này qua năm kia luôn. Chờ từ năm 2020 tới năm 2021 luôn mới tìm được xe. Mà một khi tìm xe là xe phải đẹp. Một khi tìm xe là xe phải đẹp. Đó. Cho anh em coi thử có đẹp không nha. Rất là nhiều đồ chơi. Có nhiều anh em nói là anh em ho hấp tấp quá thì mình chịu thôi à. Không phải nữa. Thôi anh ở chậm vô nó sẽ là video có nội dung khiêu khích. Rồi. Rồi quay trở lại câu chuyện nha. Thì nhiều anh em á nói là tại sao anh Minh kiếm xe lâu? Tại sao mà lâu quá mới có xe? Đây nè, đây là một người việc thật nè. Đó. Đây nha, người thật việc thật. Đó, nói vài câu nè. Qua chiếc xe đi, Đó, qua xe. Thì đây là người thật việc thật. Là ảnh chờ rất là lâu, rất là tội luôn. Không dám thối. Rất là tội, mấy tháng rồi tâm sự với em. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Ngọc Hải. Mình ở Hóc Môn, mình đăng ký anh Minh cũng năm mà khoảng mình nhớ là tháng 11. Đến đây là 2021 rồi, cũng khoảng là 3-4 tháng gì đó. Cũng khá là lâu, nhưng mà khi đến giờ anh Minh tìm được cũng khá là thích và ưng ý. Rất nhiều đồ chơi luôn. Bây giờ giờ mình cũng không có lên gì nhiều nữa. Còn gì nữa là anh còn gì nữa đâu. Giờ chỉ có đổi xe mới thôi. Dạ. Rồi, tại giờ có mình anh à. Thì điều đầu tiên là anh cảm ơn em đã đặt niềm tin ở anh. Cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là em chờ rất là lâu. Thực sự luôn, có nhiều anh em chờ rất là nản. Nhưng mà bây giờ theo cái gọi là cái gì ta, cái gọi là cái tâm của anh á, thì anh phải tìm cho em một cái con xe đẹp. Chứ bây giờ xe người ta đem tới rất là nhiều. Như em cũng thấy mà, một ngày người ta đem tới xe cho em rất là nhiều. Em ở đây chơi cả ngày mà đúng không? Là người ta đem tới rất là nhiều. Nhưng mà Minh thì chỉ lựa ra những chiếc xe đẹp nhất thu cho anh em, cho anh em chơi thôi. Rồi còn hầu như là cũng không có ấy được, anh em cũng phải thông cảm nha. Cho nên bây giờ anh em mà tới đây cọc á, thì mình cũng nói luôn là bây giờ có xe đẹp mình mới mua, giờ xe xấu mình không mua được. Thì đó, đây là chiếc xe nè. Mà đặc biệt order thấp đó chứ, order có 5.000 thôi. Đó, đồ chơi để quay cho anh em xem, cho anh em đỡ ghiền ha. Đó, em nãy giờ em test hết được chức năng đi chưa? Em biết chức năng chưa? Em test chợ sáng rồi, test tay côn tay thắng nè, đây nè. Cái bảo vệ tay thắng rất là đẹp phải không anh em? Đó, bảo vệ tay thắng rất là đẹp. Tại vì bây giờ mình đang lam lũ lắm, mình không có xuất hiện vô clip được. Nãy giờ mình với lại anh em nó có một cái câu chuyện rất là hay. Nhưng chuyện nội bộ anh em mới biết. Chuyện nội bộ. Đó, em test đi. Ốp R6 nè anh em. Đó. Tay con nhìn giống robot ha. Tay thắng nhá. À tay con lộn. Víu quá, nó lộn đây tay con nè. Nhìn rất là đẹp ha anh em ha. Đó. Chợ sáng nữa nè. Qua test chợ sáng cho mấy anh em coi. Đó đâu coi hả, chợ sáng rồi bật lại coi. Đó rồi, chợ sáng chống đổ. Bộ xi nhan. Bên đây cũng có bảo vệ tay thắng luôn nè anh em. Bảo vệ tay thắng này có thể tinh chỉnh luôn nha. Nha. Cái này có thể tinh chỉnh luôn á. Em có thể chỉnh đồ theo ý sở thích em luôn. Ý là ra vô á. Rồi trên đây có bát đỡ điện thoại luôn. À có điện thoại rồi muốn vừa chạy vừa coi phim thì để lên. Vừa chạy vừa coi phim. À, rồi. Không có gì để bàn hết. Rồi, bát biển số nè. Trắng bùng nè, đầy đủ luôn. Thiếu cái bộ độ thôi. Nhưng mà từ từ bộ độ thì mình chạy rành đó, mình lên bộ độ sau. Rồi quay cho anh em cái phát nữa đỡ ghiền nha. Còn máy thì khỏi chê luôn anh em à. Xe Minh coi thì chó soi cho anh em coi máy luôn, khỏi chê luôn. Máy nè, sơn nè, anh em soi thoải mái luôn. Nó cực kỳ, phải gọi là xe cũ mà nó mới á. À, anh em khỏi chê luôn. Nước mát nhớt rồi là can xà beng. Quay cho anh em xem vòng nữa nè. Còn cái này ốp mặt nạ rồi 6, anh em không thích thì anh em tháo ra. Còn để gì cho đỡ chày. Nó đỡ chày xe nha anh em. Đó. À, quay vòng đó nè. Đây, chụp nắm này cái này.
Thấy chưa? Nè, còn vàng nhựa nè, soi gương được luôn nè, thấy không em? Bóng y như là 3D luôn. Rồi, vậy thôi giao xe đi. Xuống hướng dẫn em chạy xe. À, em ngồi anh xe luôn, em mét mấy? Mét 6 mà. Rồi xuống bên xuống cho mét 6 ngồi thử xe luôn. Là người em này của mình á là vài bữa là muốn lên xe nữa nha. Là ý là xe này là chỉ chơi thôi á. Vài bữa là lên xe khác nữa đó. Rồi. Lên thử đi em. Cả ngày nay. Ok. Ok, 1m6 nha anh em. 1m6 nha, nhưng mà chân bạn này dài lưng ngắn. Tùy người. Có người 1m7 nhưng mà chân ngắn lưng dài. Đó, còn chân bạn này thì hơi dài. Rồi. Quá đẹp. Ghiền liền. Đó, mua thêm cái nón bảo hiểm nữa nè. Thấy chưa? Mua thêm nón bảo hiểm nữa nè. Thấy chưa? Nón bảo hiểm cực đẹp luôn. Để anh đây quay cho anh em xem. Đó. Thấy chưa? Nón bảo hiểm Venon. Rồi. Dắt xe xuống đi. Đứa dắt xe xuống cho em mới chạy về. Rồi xong rồi đó. Nè hai anh em rồi đều mang dép tổ ong. Anh em thấy chưa? Tại vì nãy giờ mình đang làm công việc vệ sinh riêng á, cho nên không có tiện vô clip. Mình cũng đứng mình quay cho anh em xem. Nãy còn mặc đồ đẹp của mình. Xe mới hết rồi đó, giờ chỉ chạy thôi. Không có gì hết. Rồi vậy ok ha. Bye bye nha. Rồi bắt tay cái nè. Rồi, về bữa mua xe tiếp. Rồi bye bye. Rồi hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Vô. Thì bây giờ thì một ngày đặc biệt ha, là mình giao cái con xe này số phận nó sẽ vào một nhà đặc biệt nữa. Có nghĩa là em này là GX220 và hiện tại em nói chưa rô đai lô xong luôn là 500 cây, còn sổ bảo hành ở hãng nè, còn mấy lần tiết kiệm thay, có nghĩa là mấy lần tặng thay nhớt luôn nè, sổ nè là thay nhớt tại chính hãng luôn á anh em. Đó anh em thấy chưa, nè 500 cây nè. 500 km, 560 chưa rô đai. Thì cái số phận của em này á, chuẩn bị là em nó cũng sẽ nằm một chỗ nữa luôn. Anh em biết vì sao không? Tại vì sắp tới chuẩn bị là mình giao cho một người chị. Thì người chị này á cũng chỉ mua xe của mình về và để trưng bày thôi. Trưng bày tại nhà, tại shop cho đẹp á anh em. À, chị mua con này và vài bữa chị sẽ mua thêm một em Z3 hoặc là Z1000 nữa để chị chân, nhưng mà trước mắt là chị mua con này về chị chân trước là số phận của em nó sẽ mới luôn. Đó, xe đẹp là ở đâu ra, là từ những cái trường hợp như vậy đó. Thì chị sẽ mua con này về chân, và trước khi mà mình đi á thì mình vẫn phải lau cho em nó sạch sẽ lần cuối cùng, và mình giao cho lính mình sẽ giao tới nhà chị, và chị lựa thêm một cái nón bảo hiểm trùng màu với chiếc xe. Nón này thì 4,6 triệu anh em, chính hãng KET nè. Có nghĩa là chị sẽ để chiếc xe với lại cái nón này để chị chân như vậy đó. Đó, chị chân cho nó đẹp. Chân tại shop luôn. Thì chân như thế nào thì tối nay thì nhân viên của mình sẽ đi, tại mình không có đi được. Tại vì mình mất rất là kẹt công việc anh em ơi. Thì mình không có đi được, cho nên lính mình sẽ đi và sẽ quay cho anh em xem những cái gì còn lại nha. Đó, đó thì đó. Thì xe chưa rô đai thì nó sẽ rất là đẹp và mới. Cái này là cái ốp nha anh em. Cái ốp có thể tháo ra. À, đây. Tối em qua giao xe á, em có nhớ nói chị là cái này có thể tháo ra nha. Nó không ảnh hưởng gì nha. Cái này có thể tháo ra, cái này chỉ là đồ chơi thôi. Đó, thì xe có đồ chơi đơn giản thôi, mới dắt từ hãng ra mà. Đó, xe chưa rô đai nó sẽ như thế này nè anh em. Rất là mới luôn, cái vỏ nó cái phải có thể nói là cái vỏ giống như là y chang mới, không có khác gì xe mới nha anh em. Nói chung nó là vậy.
quay góc rộng cho anh em xem. Mình vệ sinh nó đó, mình vệ sinh trước khi mà giao cho chủ xe à. Vệ sinh rất là kỹ, đó là mình lau hết bụi và mình đánh bóng nè. Bật lại nó lau hết bụi và đánh bóng, những chỗ này là còn đang phủ nè, còn chỗ này là lau xong nè, đánh bóng nè, rất là cực luôn. Đây là công sức của những anh em team Minh Baker để tạo ra những cái con xe đẹp, công sức hết đó anh em. Mở đèn lên cho sáng nè, đó anh em thấy chưa, quay cho anh em đỡ ghiền. Có nghĩa là xe nó đã đẹp rồi, nhưng mà mình muốn nó đẹp hơn thì mình phải phủ, mình phải kỹ. Nói chung là vào tay của anh em mình là xe rất là kỹ ha, bóng ha anh em, thấy chưa à, rất là đẹp, tuyệt vời không. Rồi trước khi mà em phủ như vậy á, em phủ xong hết đúng không, rồi xong mà em dưỡng yên đó, dưỡng yên đó, sổ bảo hành còn nè. Rồi thì tối nay nhờ hai anh em quay clip lại cho xem nha, rồi dựng chân cho chị luôn ha. Rồi nhớ chụp tấm hình lưu lại nha, để làm hình thumbnail. Rồi nhiệm vụ còn lại thì sẽ cho mấy đứa em của mình làm. Thấy đẹp chưa anh em, tuyệt vời luôn, không một chê một phát nào luôn á. Con su bên đây cũng đẹp nè đó. Nhưng mà con su bên đây là đã giao cho một người em ở xa, người em đi lính rồi, đã cọc mình rất là lâu.